chúng tôi đang đòi hỏi ông Tú giải trình. Sở đã điều động nhân sự dự phòng bà Hồ Thị Thanh Tuyết thay thế địa điểm ông Tú đảm nhận công việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ông Tùng cho biết. Quan điểm của Sở là không bao giờ để tình trạng làm việc thiếu trách nhiệm xảy ra. Khi đưa mọi người qua Trung tâm Hành chính công để làm việc, Sở đã quán triệt, chỉ huy rất rõ ràng. Để xảy ra sự việc rất đáng tiếc này, tôi thay mặt cho Sở để xin lỗi về sự việc, ông Tùng nói thêm. Trước đó, người dân phản ánh vào sáng số 24/10, khi họ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Bình Định ở 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, để liên hệ làm việc, ông Đoàn Thanh Tú đã có thái độ, lời nói ứng xử chưa đúng mực và chưa thực hiện đúng trách nhiệm chỉ huy đối với công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây. Như không đeo bảng tên, khi bị nhắc nhở thì bật đứng dậy, mỉm cười khanh khách và bảo, tôi bụng to và đang mắc buồn đi vệ sinh, rồi bỏ đi.